Xin chào các bạn đến với bản tin Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Đặt mục tiêu cực khó, sao U22 Việt Nam sẽ gây bất ngờ lớn cho Thái Lan, Malaysia ở SEA Games. Vừa qua, khi tiếp xúc với giới truyền thông trong buổi tập cùng U22 Việt Nam, tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào đã đưa ra phát biểu đầy tự tin rằng anh muốn ghi bàn qua mọi trận đấu để cùng toàn đội bảo vệ tấm huy chương vàng. Nếu được đưa vào danh sách dự SEA Games, tôi đặt mục tiêu ghi bàn mỗi trận và cùng toàn đội giành vị trí cao nhất. Chân sút của câu lạc bộ BKM Bình Dương tuyên bố. Tất nhiên, sự tự tin với các cầu thủ là điều cần thiết, nhưng liệu Bùi Vĩ Hào có tự tin thái quá và đặt mục tiêu quá tầm so với khả năng của chính mình? Nên nhớ, chưa một cầu thủ nào của Việt Nam có thể ghi bàn ở mọi trận đấu tại SEA Games. Sự lạc quan của Bùi Vĩ Hào một phần xuất phát từ việc cầu thủ này vừa ghi bàn ở giải V-League cách đây không lâu. Trong trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An, Bùi Vĩ Hào đã thực hiện cú đá phạt trực tiếp thành bàn mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, thực tế đây mới chỉ là bàn thắng duy nhất của Bùi Vĩ Hào trong màu áo của Bình Dương ở mùa giải năm nay tính tới thời điểm hiện tại. Bàn thắng của Vĩ Hào vào lưới Sông Lam Nghệ An cũng ít nhiều có sự tác động của yếu tố may mắn do bóng khẽ chạm vào hàng rào Sông Lam Nghệ An đổi hướng. Dù vậy, Bùi Vĩ Hào vẫn ghi điểm bởi anh chủ động bước lên thực hiện cú đá phạt và tự tin vào kỹ thuật cá nhân của mình. Có thể Vĩ Hào đã tập luyện nhiều tình huống tương tự và lần này thì anh đã thành công. Trước đó, ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hải Phòng cũng tại V-League, Bùi Vĩ Hào để lại dấu ấn nhất định với việc kiếm về một quả đá phạt đền, tạo điều kiện cho người đàn anh Nguyễn Tiến Linh ghi bàn trên chấm 11m, gỡ hòa cho BKM Bình Dương. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Bùi Vĩ Hào không tham dự giải Doha Cup cùng U22 Việt Nam do phía Bình Dương giữ anh lại để chuẩn bị cho giải quốc nội. Tại cấp độ câu lạc bộ, Bùi Vĩ Hào được trao khá nhiều cơ hội thi đấu và đây có thể là cơ sở để cầu thủ này ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Chu Dê. Còn nhớ hồi năm ngoái, Bùi Vĩ Hào từng được huấn luyện viên Bang So điền tên vào danh sách sơ bộ gồm 27 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31. Tuy nhiên, khi chốt danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ thì Bùi Vĩ Hào lại bị gạch tên. Huấn luyện viên Bang chọn Tiến Linh và 3 cầu thủ lứa U22 gồm Văn Tùng, Hồ Thanh Minh và Nhâm Mạnh Dũng. So với các đồng đội ở lứa tuổi U22 Việt Nam thời điểm hiện tại, Bùi Vĩ Hào dù trẻ về tuổi đời, 20 tuổi, song lại thường xuyên đá chính tại V-League. Từ mùa giải năm ngoái, cầu thủ này từng đá 20 trận, còn mùa này, chân sút quê An Giang cũng đã trải qua tổng cộng 7 trận. Việc được trao cơ hội thường xuyên ở cấp độ câu lạc bộ là nền tảng quan trọng giúp Bùi Vĩ Hào cạnh tranh để được huấn luyện viên Chu Dê chọn vào danh sách cuối cùng tham dự SEA Games. Hiện trong tay huấn luyện viên người Pháp còn có 5 tiền đạo khác gồm Thanh Nhàn, Đình Duy, Văn Tùng, Văn Trường và Quốc Việt. Bùi Vĩ Hào có ưu điểm về mặt kỹ thuật, tốc độ, cán lướt dù không có lợi thế về mặt thể hình, cao 1m75. Ngoài khả năng thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm thì chân sút quê An Giang có thể chơi như một tiền đạo cánh. Với những ưu thế riêng, nếu Vĩ Hào được chọn vào danh sách cuối cùng và được huấn luyện viên Chu Dê trao cơ hội thi đấu ở SEA Games thì đó cũng không phải là điều quá bất ngờ. Tất nhiên, mục tiêu ghi bàn ở mọi trận như lời Vĩ Hào vừa phát biểu vẫn là rất khó. Lời phát biểu ấy khả năng chỉ giúp cho Vĩ Hào có thêm sự tự tin và động lực để luyện tập, chứ để trở thành hiện thực lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Trong trường hợp huấn luyện viên Chu Dê muốn tạo ra sự thay đổi trên hàng công so với giải Doha Cup hồi tháng 3, Vĩ Hào có thể trở thành nhân tố chất lượng để lựa chọn. Hy vọng rằng với khát khao của mình, Bùi Vĩ Hào sẽ được trao cơ hội và gây bất ngờ bằng cách ghi bàn vào lưới những đối thủ nặng ký như U22 Thái Lan, Malaysia tại SEA Games sắp tới. U22 Việt Nam gặp trở ngại lớn trước SEA Games 32. Ngày 19 tháng 4, toàn bộ 31 cầu thủ được huấn luyện viên Philippe Chu Dê triệu tập dự SEA Games 32 đã có mặt đầy đủ tại Bà Rịa Vũng Tàu, sẵn sàng cho chuyến tập huấn trước đại hội. Điều kiện vật chất và điều kiện thời tiết tại Bà Rịa Vũng Tàu là lý tưởng và thuận lợi đối với đoàn quân áo đỏ. Theo đó, nơi đây có khí hậu khá tương đồng với Campuchia, đồng thời có điều kiện sân bãi, ăn ở rất tốt đối với các cầu thủ. Tuy vậy, đội tuyển U22 Việt Nam đối diện với nguy cơ khác. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 10 cầu thủ U22 Việt Nam nằm trong diện tình nghi dương tính với COVID-19 do tiếp xúc với các đồng đội tại câu lạc bộ trước khi tập trung. Theo đó, trước ngày U22 Việt Nam tập trung, hai câu lạc bộ là VFF Công an Nhân dân và câu lạc bộ Hà Nội đã ghi nhận ca mắc COVID. Trong buổi tập ngày hôm nay, huấn luyện viên Chu Dê bắt đầu bước vào rèn quân các bài chiến thuật, đấu pháp tấn công cho các học trò. U22 Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập trước khi có trận đấu nội bộ đầu tiên vào ngày 21 tháng 4. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại thành phố biển đến ngày 25 tháng 4 và di chuyển sang Campuchia vào ngày 26 tháng 4. VFF lấp lửng chính sách cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam chịu thiệt thòi ở vòng loại World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam có kế hoạch bất ngờ hậu chia tay huấn luyện viên Bang So. Theo đó, quyết định mới của VFF sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Philippe Chu Dê tại vòng loại World Cup 2026. Ngay trong buổi lễ ký kết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chu Dê đã tự tin tuyên bố tham vọng của ông là giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Đây cũng được xem là lý do lớn nhất thúc đẩy VFF mời vị chuyên gia 67 tuổi về thay huấn luyện viên Bang So tiếp quản chiếc ghế nóng. Dù vậy, theo đánh giá từ giới chuyên môn, thử thách dành cho huấn luyện viên Chu Dê cũng như đội tuyển Việt Nam đang là lớn hơn bao giờ hết.
Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 3 năm 2023, đội tuyển Việt Nam tạm xếp ở vị trí thứ 95 thế giới và nằm trong top 16 châu Á. Tuy nhiên, kết quả này phần lớn đến từ những thành công trong quá khứ với huấn luyện viên Park Hang-seo. Để hiện thực hóa mục tiêu dự World Cup 2026, huấn luyện viên Philippe Chuzier cần đưa bóng đá Việt Nam vào top 48 thế giới hoặc top 8 châu Á. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản nếu biết rằng thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam từng giành được cũng chỉ là vị trí thứ 84 thế giới. Những cái tên góp mặt trong danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 32 đang được huấn luyện viên Chuzier quy hoạch để trở thành nòng cốt cho đội tuyển quốc gia trong 2-3 năm tới. Tuy nhiên, theo đánh giá từ giới chuyên môn, lứa cầu thủ trẻ hiện tại đang tỏ ra thua kém khá nhiều so với lứa đàn anh gồm những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Hoàng Đức trước đây. Để nâng cấp cả một tập thể chỉ trong một vài năm là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Vì lý do đó, đã có những thông tin cho rằng VFF sẵn sàng mở cửa cho các cầu thủ Việt kiều nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Theo một số nguồn tin vừa tiết lộ, VFF vẫn có những chính sách khuyến khích các ngôi sao Việt kiều về nước thi đấu tại V-League và sẵn sàng hỗ trợ thủ tục pháp lý để nhập quốc tịch Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chuzier luôn chào đón những cầu thủ có đủ tài năng và khát khao cống hiến. Tuy nhiên, cầu thủ đó bắt buộc phải thấu hiểu bản sắc, văn hóa và mang trong mình dòng máu Việt Nam. Nói một cách ngắn gọn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện tại có vẻ như chưa thực sự muốn thử ý định sử dụng cầu thủ nước ngoài nhập tịch làm chìa khóa để mở cánh cửa dự World Cup 2026. Trung vệ thép của đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu cho riêng mình ở SEA Games 2023. Trương Thị Kiều đang trong giai đoạn tập hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối. Trung vệ thép của đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu chơi tốt ở SEA Games 2023. Trương Thị Kiều, trung vệ số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam vắng bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia thời gian qua do phải trải qua ca mổ hai đầu gối hồi tháng 9 năm 2022. Hiện tại, cầu thủ của đội tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong quá trình phục hồi để có thể sớm trở lại thi đấu. Trương Thị Kiều đang tham gia đợt tập huấn cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games 2023. Nói về quá trình hồi phục, Trương Thị Kiều cho biết, kế hoạch của Kiều tại đợt tập huấn lần này cũng là luyện tập với mọi người để lấy lại tinh thần tốt nhất hướng đến SEA Games 32. Quá trình phục hồi đang có tiến triển rất tốt. Khi vào sân, các bạn cũng hỗ trợ tối đa để tránh va chạm. Ngoài ra, ban huấn luyện và đồng đội thường xuyên động viên tôi. Nhiều khi thấy tôi tập hăng quá, huấn luyện viên Malik Trung cũng phải nhắc nhở tôi cần tập từ từ để giữ trạng thái chân tốt nhất. Đánh giá với các đối thủ ở SEA Games 2023, Trương Thị Kiều bày tỏ, bảng đấu này thực sự khá nặng, đội tuyển nữ Philippines ngày càng tiến bộ, Myanmar cũng thế. Kiều thấy có khó khăn, nhưng các đồng đội hiện đang tập huấn tại Nhật Bản với tinh thần rất tốt. Hy vọng đội sẽ duy trì tinh thần tốt. Hiện giờ tôi vẫn còn nhát bóng, nhưng hy vọng đến SEA Games tôi sẽ có tinh thần tốt để mạnh dạn ra sân thi đấu cùng toàn đội. Thời tiết ở miền Bắc hay ở Nhật Bản không nắng như tại Campuchia, nhưng tôi tin đội mình sẽ thích ứng được. Đàn em Tiến Linh đặt mục tiêu lớn tại SEA Games 32. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào của U22 Việt Nam mong muốn ghi bàn vào lưới tất cả các đối thủ tại SEA Games 32 tới đây. Cùng đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuzier giành thành tích tốt. Ngay trước buổi tập của đội U22 Việt Nam trên sân Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào chiều ngày hôm qua, 18 tháng 4, tiền đạo Bùi Vĩ Hào cho biết: "Tôi không ngại áp lực cạnh tranh ở đội tuyển, vì năm ngoái tôi từng có tên trong danh sách tập trung của đội U23 Việt Nam trước SEA Games 31 rồi. Tâm lý, bản lĩnh và kinh nghiệm của tôi đã tốt dần lên nhờ được thi đấu tại giải V-League. Còn hiện tại tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình trên sân tập với sự hỗ trợ của các đồng đội, học hỏi từ họ. Tôi cũng không ngại việc thi đấu trái với sở trường nếu được yêu cầu." Bùi Vĩ Hào nói thêm: "Một trong những vấn đề đáng quan tâm với U22 Việt Nam tại SEA Games 32 ở chỗ chúng ta sẽ không có sự bổ sung những cầu thủ ngoài 22 tuổi. Ở các kỳ SEA Games gần nhất, các tuyển thủ quốc gia ngoài tuổi 22 được tăng cường cho đội bóng đá nam dự SEA Games luôn đóng vai trò quan trọng cho ngôi vị vô địch của U22 Việt Nam tại hai kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á gần đây là SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2022. Bùi Vĩ Hào cũng nói về chi tiết này: "Nếu có sự xuất hiện của các cầu thủ ngoài tuổi 22, chắc chắn đội sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Ở câu lạc bộ BKMX Bình Dương, đàn anh Tiến Linh dặn tôi phải nỗ lực hết sức mình để có suất dự SEA Games. Nếu được có tên trong danh sách tham dự giải đấu năm nay, tôi đặt mục tiêu mỗi trận ghi một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam." Vẫn là lời của tiền đạo đội tuyển U22 Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu đến ngày 25 tháng 4. Ngày 26 tháng 4, đội sẽ lên đường sang Phnom Penh, Campuchia dự SEA Games 32. Trước khi lên đường, huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ rút danh sách từ 31 cầu thủ xuống 20 cầu thủ, bao gồm 2 thủ môn và 18 cầu thủ thi đấu ở các vị trí khác nhau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!